Ok. Và stress settlement. Function. Rồi, ở chỗ này mình tô nhiều cái câu này. Tập luyện về sức mạnh strength, chủ yếu về hệ thần kinh cơ. Nên nó không phải là cái việc riêng về chức năng của cơ bắp nữa, mà nó là việc kích hoạt được bao nhiêu thần kinh tập luyện. Ừ. Ở đây, đó giờ cũng có hay nói nhiều về cái này, tức là có những người mình thấy họ không có to, họ không có bự, nhưng mà họ có thể phát lực được rất là lớn để nâng được một cái khối lượng thậm chí là nặng hơn họ gấp mấy lần. Thì đây là khả năng về cái khả năng kích hoạt của hệ thần kinh họ mạnh. Nên họ mạnh hay yếu là do cái hệ thần kinh, chứ không phải là do cơ họ bự hay nhỏ. Mọi người hiểu không? Có vẻ như hơi bị overload hết rồi. Cảm thấy hơi im lặng. Hiểu ạ. Ok. Không hiểu thì nói mình biết ha. Rồi. Thì tập luyện sức mạnh này á, mình sẽ cũng tăng liên tục như vậy, tăng cái khối lượng đặt lên cơ thể liên tục. Đến khi nào? Đến khi mà nó đạt đến ngưỡng mà ở đây gọi là bình nguyên theo cái sơ đồ, tức là đi từ dưới lên, xong sau đó kéo dài, kéo ngang. Thì tới ngưỡng đó là bắt đầu mình nên đổi cách kích thích bài tập bằng cách chuyển set, chuyển rep hoặc như thế nào đó. Rồi, tập luyện sức mạnh á, thì mình không tập isolate. Isolation là cái gì? Du biết không Du? Tập luyện isolation. Dạ, isolate là những cái bài tập mà nó cô lập cái nhóm cơ mà mình muốn luôn á, là riêng biệt ra luôn, là ví dụ như là cái bài ba rô chẳng hạn, thì bây giờ mình tập một tay ba rô bằng một tay thôi thì nó cũng là isolate. Ok. Thì khi tập strength á, thì có nhiều người người ta sợ squat chẳng hạn, thì họ muốn tập nhưng mà họ vẫn muốn cái đùi họ mạnh, xong họ qua họ đá đùi thì cái đó lại không phù hợp, tại vì họ không thể nào cải thiện sức mạnh bằng cái bài tập đá đùi được. Giờ có đá bao nhiêu cái hoặc là nặng bao nhiêu ký cho thêm chăng nữa cũng sẽ không có tăng được kết quả, nâng được cái bài squat lên hay là bài leg press lên ha, mà nguy cơ là tổn thương dây chằng. Ok. Và ví dụ muốn tăng tăng được cái performance của bài squat thì chỉ có tập squat thôi và thay đổi số set, số rep gì đó, tại vì đây là cái chuyện của kiểm soát thần kinh. Ở đây người ta lưu ý là strength có progressive tension overload, có tập luyện cái nào cũng có progressive overload hết, tức là mình sẽ tăng dần ép cho mức tạ lên dần, tăng độ khó liên tục, nhưng mà đến khó quá đến một lúc nào đó mình phải thay đổi cho nó phù hợp, chứ nếu không mình cũng bị overtraining, tập kiểu gì cũng bị thôi. Nhưng ở đây đang nói là không tập isolate để cải thiện sức mạnh ha, mà để được tập để tập luyện được sức mạnh này á thì mình phải tập được cái gì rồi, tập được stabilize nè, stabilization để cho những cái mô mềm, mô liên kết cơ xương cho nó phát triển. Tập bài bổ trợ nó không tăng sức mạnh bài chính. Nếu như tức là mình muốn tăng sức mạnh bài chính á, thì mình vẫn phải tập bài chính. Còn những bài isolate á, nó sẽ làm cái gì, chuyện nó làm chuyện gì? Nó sẽ tăng kích thước cơ. Nó tăng kích thước cơ lên để làm cái gì? Sau đó nó sẽ tăng được cái số sợi cơ. À, tăng được số sợi cơ. Cái hình hôm trước có gửi trong group mình. Cái hình hôm trước có gửi trong group mình. Myofibrin muscle fiber. Tức là nó sẽ tăng được cái kích thước giống như một bó dây điện ha. Cái sợi dây điện á mà nó càng bự nó truyền điện càng lớn. Tại vì nó có chứa được nhiều sợi đồng hơn trong đó, thì cái cơ mình cũng nôm na như vậy. Thì cái việc mình tập isolate á, những bài bổ trợ đó để mình tăng cái kích thước của sợi dây điện này lên nè. Được chưa? Tăng kích thước sợi dây điện lên
nhưng mà nó chưa có thêm cái sợi dây điện vô đó, nó mới chỉ tăng cái kích thước thôi. Còn mình muốn tập mà nó tăng được cái số lượng sợi trong cái bó sợi dây này đó, mình phải tập những bài về strength. Những bài về strength là những bài compound như là squat, deadlift hoặc là overhead press hoặc là bench press gì đó. Thì lúc này nó tăng được cái khả năng liên kết của não bộ với hệ thống cơ. Thì lúc này mình mới tăng được cái số lượng sợi cơ trong cái bó đó ha. Thì lúc này vừa có được cái sợi dây bự và có được số lượng sợi cơ, sợi dây nhiều luôn. À, thì lúc này mình phát lực được lớn hơn. Chuyện gì xảy ra nếu như cái bó sợi vẫn còn nhỏ mà số lượng sợi dây liên tục sinh ra? Nó sinh ra sợi dây điện liên tục như vậy, đến lúc nó khít, nó chặt rồi, nó không sinh nữa. Thì lúc này mình sẽ bị giới hạn lại cái hiệu suất của mình. Cái performance mình không thể tăng hơn nữa. Lúc này mình phải tập luyện những bài isolate để cho nó giải phóng được cái space, cái không gian trong cái bó sợi đó nó tăng lên. Thì lúc này mình có thêm chỗ để mình đưa thêm sợi cơ lên. Sợi cơ không sinh ra thêm, nhưng mà trong cái sợi cơ đó có những cái sợi myofibrin nó tăng thêm. Các bạn hình dung được không? Ok không Đại? Hiểu chỗ này không? Tức là isolation, chỉ tập nó thì không tăng strength, nhưng kết hợp nó với tập strength thì ok. Được không? Strength training. Anh vậy sau cái này anh giúp em chỉnh. Nếu ví dụ như em đang muốn squat nhiều được nặng hơn chẳng hạn, muốn cái cơ đùi của mình nó to hơn á, tại cái dạng người em biết chân em nó cứ kiểu như là nhon hoài á. Em muốn đùi nó bự hơn á. Thì mà cái lịch tập của em sau khi em học xong em thấy em bị sai chỗ là ví dụ em squat 5 x 5 xong rồi em lại qua em leg press mà cỡ 20 tới 35 rep mới mức tạ vừa phải, cũng không phải nhẹ. Xong rồi em lại lên em chơi em leg extension với lại hamstring curl nè. Xong rồi em xuống em nhón bắp chuối. Đó em thấy nó hơi không đúng cái mục tiêu của mình ấy. Nó hơi không đúng cái volume. Có thể em sẽ dùng, em muốn đùi to mà vừa tăng sức mạnh để cải thiện performance á, em có thể tập kiểu power builder. Tức là đầu tiên em sẽ tập strength. Em tập strength bằng bài squat, ví dụ em tập có thể là tùy bữa ha, chứ không phải lúc nào cũng 5 năm nha. Anh cũng tập 5 năm. Nhưng phải có những buổi em tập ví dụ như 6 set hoặc là 8 set, 8 set của 4 rep hoặc là 8 set của 3 rep để mình làm gì? Mình đặt mức tạ mới lên. Tại vì 5 x 5 em không thể nào cải thiện mức tạ được, hiểu không? Em phải giảm số rep xuống em mới tăng mức tạ lên được. Thì lúc đó mới có cái kích thích mới. Được chưa? Thì khi có kích thích mới rồi, em có thể quay lại tăng số rep của cái kích thích mới đó lên từ từ bằng việc giảm set xuống, tăng rep lên dần dần. Hoặc là em không chơi 5 năm nữa mà một hôm khác em chuyển qua cùng mức tạ của 5 năm, em chơi lên 6 rep hoặc là 8 rep nhưng mà giảm số set xuống còn 4. Đó cũng là một cách. Nhưng đầu tiên luôn tập strength trước, tập strength trước xong quanh cái việc strength đó, kiểm soát số rep, số set ha. Sau đó em chuyển qua hypertrophy. Hypertrophy để mục đích mình lúc này làm gì? Mình tập bài về thần kinh rồi, mình đã bị stress thần kinh rồi, bắt đầu mình giảm nhẹ xuống, kỹ thuật ít hơn để hệ thần kinh nó phục hồi và mình tập thiên về cơ. Leg press á, mà em đạp tới 20 đến 30 rep á, thì nó không đủ cái stimuli, không đủ cái intent, cái độ nặng để mà hypertrophy. Nó đang thiên về endurance, hiểu không? Endurance là cơ nhỏ loại 1, đó mình học rồi, cơ nhỏ loại 1. Để hypertrophy được, em phải kiểm soát mức tạ trong khoảng 8 đến 12 thôi. Em để mức tạ làm sao em đạp được 8 đến 12 hết. Đạp thêm 12 tăng tạ, vậy thôi. Thì em có thể đạp khoảng 3 hoặc 4 set. Sau đó tới leg extension. Leg extension mình có thể hoặc là calf raise này kia, hamstring curl nó nhẹ hơn nữa, và isolate mình có thể tập khoảng dao động 15-20 rep, tại vì cái đó là bài hỗ trợ thôi. Mình không cần quá chú ý nhiều cái đó. Thì nó dao động khoảng 15-20 rep và mình canh cái lượng tạ phù hợp chứ không cần quá nặng những bài đó. Những bài đó đừng tập nặng nó làm gì, hoặc mình có thể tập theo kiểu drop set những bài đó cho hypertrophy cũng được. Đó. Thì những cái bài như leg extension, hamstring curl mình có thể tập luyện theo drop set, super set, ok, không vấn đề. Đó là để kết hợp vừa tăng sức mạnh vừa tăng kích thước cơ.
Okay. Ok, cảm ơn anh. Rồi. Chứ đó giờ em tập nó hơi bị sai. À. Đó, rồi. Tiếp theo đến power. Power, như hồi nãy mình nói là sản sinh được lực tối đa trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Rồi, từ cái việc tập luyện đó, mình làm sao thực hiện những động tác trong hàng ngày cuộc sống mình cũng nhanh, cũng mạnh, hoặc là trong lúc mình chơi thể thao cũng thực hiện được như đó luôn. Vậy thì trong cái này chúng ta lưu ý cái câu này nè. Câu này từ đây tới đây. Để mà vừa nhanh vừa mạnh như vậy á, nó phải đáp ứng được ba yếu tố mà mình hay quên. Đầu tiên là số lượng motor unit được kích hoạt. Rồi nói lại ha. Để mà vừa nhanh vừa mạnh được á, thì nó phụ thuộc vào ba yếu tố. Số lượng motor unit được kích hoạt. Rồi khả năng đồng bộ hóa của các motor unit đó. Và cái thứ ba là tốc độ kích hoạt của các motor unit. Được chưa? Nó kích hoạt bao nhiêu cái? Rồi những cái đó, đó nó hoạt động cùng lúc với nhau hay không? Chứ cái trước cái sau thì cũng không phát được cái lực lớn nhất. Được chưa? Và cái speed này, và nó khả năng nó kích hoạt nhanh hay chậm nữa. À, thì lúc này mình mới phát được cái lực vừa nhanh vừa mạnh. Rồi thì trong cái tập luyện power này á, người ta khuyến cáo nên tập theo superset fashion, kiểu superset để cải thiện được cái power, nhưng không phải là superset của bodybuilder nha. Superset này là gì? Ví dụ như họ sẽ đẩy bench press xong theo kiểu power, theo kiểu strength á. Ví dụ để ngực 5 cái, nhưng mà mức tạ chỉ tập được 5 cái thôi nha, là đang thiên về sức mạnh. Xong họ nhảy qua, họ tập những bài power như là cầm trái banh ném vô tường, cầm banh ném vô tường liên tục vậy. Thì lúc này cái tạ sẽ nhẹ hơn, trái banh nhẹ hơn, nhưng mà cái phát lực nhanh hơn. Lúc này sau một cái bài tập với trọng lượng nè, heavy and light load nè, có thể là tạ nặng hoặc tạ nhẹ. Rồi, sau đó tới một cái thứ hai, bài tập thứ hai để kích hoạt cái gì? Để kích hoạt motor unit nè. Đó thì chúng ta mới kích hoạt được vừa mạnh mà vừa nhanh. Hoặc ví dụ để tăng khả năng bật nhảy thì chúng ta làm gì? Họ sẽ có những bài như là vô squat 5 cái nặng nhất có thể, 5 cái xong nhảy qua bật nhảy lên bục hoặc là nhảy xa liền, hai cái bài liên tục nhau, gọi là superset đó, hai bài liên tục nhau. Chứ họ không có phải là superset kiểu bodybuilding ha. Phân biệt cái này. Ok, bye Hạnh. Còn xíu nữa là xong thôi. Rồi. Resistance. Đó là 5 cái phase của resistance training này. Phần cuối chúng ta tìm hiểu sơ qua các cái loại mà tập luyện của resistance. Ở đây mình chỉ cần nhớ cái bảng này thôi, nó đã đủ rồi. Những cái câu trên này, dưới này nó đều là giải thích cho cái bảng này. Single set. Single set là tập 1 set. Single set là một set, tập một set một bài rồi chuyển bài khác. Nó phù hợp với ai? Nó phù hợp với người mới, nhưng mà với mấy người mới tập. Rồi single set phù hợp với người mới tập. More beneficial. Một set một một bài. Single set hai lần, có thể tập luyện hai lần một tuần để làm gì? Để duy trì lượng cơ. Rồi mặc dù tập multi set thì mang lại hiệu quả về strength và hypertrophy tốt hơn đối với người tập luyện lâu, có kinh nghiệm tập luyện. Thì cái tập single set này phù hợp cho beginner, những người mới tập. Rồi single set training, single set training này nó có một cái điểm bất lợi là nó không có đủ kích thích cơ bắp. Tại vì nhiều khi mình cần phải tập 2 lần, 3 lần, 2 đến 3 set hoặc là 4, 5 set gì đó để hệ thần kinh, để cơ bắp nó bắt đầu nó làm quen chuyển động và nó nhận được cái kích thích trên cơ bắp. Thì đây là cái điểm bất lợi của tập single set. Đôi khi mình mới vô một set cái mình chuyển bài khác, cái là mình hơi bỡ ngỡ, mình chưa biết mình đang làm gì nữa. Rồi. Được khuyến khích
tập single set thì khuyên, tại vì họ là người mới nên sẽ khuyên họ tập ở mức tạ họ có thể kiểm soát được, để tránh hiện tượng bù trừ cơ, bù trừ chuyển động cũng như là chấn thương. Rồi tiếp theo là multi set. Multi set thì là những cái nhiều set, nói chung là nhiều set. Nhiều set này để làm gì? Để tăng volume, tăng được volume này lên. Volume là bao gồm những yếu tố kia ha. Set, rep, intent. Phù hợp overtraining cũng sẽ cải thiện được sức mạnh, sức bền cơ bắp và tránh bị overtraining. Rồi tập pyramid system. Tập pyramid là cái gì? Tập pyramid là mình tập từ nhẹ đến nặng, hoặc là tập từ nặng đến nhẹ, đều là pyramid hết. Nhưng mà từ nhẹ đến nặng thì mình tăng mức tạ từ dễ đến khó, đúng không? Thì cái đó ok. Còn từ nặng đến nhẹ thì để tận dụng cái gì? Để mình tận dụng được cái thần kinh mình lúc còn đang khỏe nhất, mình tập nặng. Nhưng mà lưu ý là khi tập pyramid á, mà từ nặng đến nhẹ mình phải khởi động kỹ. Chứ mình khởi động không kỹ, mình vô tập nặng liền á, nó sẽ sụp và nó dễ chấn thương. Rồi superset. Superset là hai bài liên tục với nhau, có thể hai bài cùng một nhóm cơ. Ví dụ kéo lưng, dumbbell row xong chuyển qua đu xà là cùng một nhóm cơ, hoặc là bench press xong nhảy xuống chống đẩy là cùng cơ ngực, hoặc là dùng những cơ đối lập với nhau. Ví dụ như một bài bicep curl tay trước, còn bài tricep extension tay sau đó. Rồi tiếp theo là rep set. Rep set thì cứ rep chúng ta rep khoảng 3, ở đây 3 đến 4. Mình sẽ giảm từ 5 đến 20% của cái khối lượng mình đang tập, và thường thực hiện đến lúc mình fail, hoặc là ở đây mình thực hiện rep set 4 set 4 rep 2 đến 4 rep. Kiểu về sau mình bắt đầu bị mỏi cơ, acid lactic nhiều quá, mình mỏi cơ, mình thực hiện khoảng 4 rep, 6 rep gì đó, mình sẽ tự quy định cái số đó luôn cũng được. Rồi thực hiện khoảng 2 đến 3 lần rep trong một cái set, rep set này. Rồi tiếp theo là circuit training. Circuit training là tập luyện thời gian nghỉ ngắn, nhiều bài liên tục với nhau. Bài này xong liên tục tới bài kia, nói tiếp bài kia, bài này liên tục, nói tiếp với bài kia, liên tục. Thì đây là một cái ví dụ cho circuit training nè. Các bạn có thể thấy như hình tròn nè. Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5. Giữa mỗi bài này người ta có thể chỉ chuyển qua vị trí mới thôi, chứ người ta không nghỉ. Có thể là nghỉ 5-10 giây thôi, chứ không nhiều ha. Đó, đây là circuit training. Tiếp theo cũng giống circuit training, nhưng mà nó khác ở chỗ là peripheral head action. Tức là một bài thân trên đi kèm với một bài thân dưới. Ví dụ ở này bài thân trên là gì? Chống đẩy. Tiếp theo là bài thân dưới squat. Rồi chuyển qua bài thân trên kéo xuống dưới này deadlift. Rồi thân trên nữa, rồi thân dưới, rồi nghỉ. Ví dụ như vậy. Thì tập circuit training hoặc là cái peripheral head action này á, nó giúp đốt calo nhiều. Ok, Bayou. Cái kiểu hình tập luyện này giúp cải thiện cardio và giúp thay đổi chỉ số cơ thể body composition. Rồi riêng cái phần phía dưới này, peripheral head action này, vì chúng ta biết là khi mình tập luyện máu sẽ di chuyển đến nơi mình đang tập, thì máu sẽ giúp lưu thông giữa phần thân trên, thân dưới liên tục với nhau. Bởi vì chúng ta tập một cái thân trên, cái thân dưới, cái thân trên, cái thân dưới, thì giúp máu tuần hoàn cả cơ thể, và nói chung là nó sẽ khó hơn so với tập circuit training bình thường. Rồi, mỗi bài tập thì chúng ta có thể tập 8 đến 12 rep. Rồi cái cuối cùng ở đây là split routine. Thường là mấy bạn bodybuilding hay tập một cơ một ngày. Tức là tập nhiều bài cho một nhóm cơ. Ví dụ bữa nay tập ngực là tập bench press, rồi tập chest press, rồi chest fly, rồi tập chống đẩy, những bài liên quan đến cơ ngực, hoặc là những bài liên quan đến phần đẩy đó, thì tập hết vô một ngày, rồi bài kéo riêng một ngày chẳng hạn, như vậy thì phù hợp với mấy người tập bodybuilder. Rồi tiếp theo còn hai cái nữa, vertical loading với horizontal loading.
Hai cái này chúng ta sẽ coi theo hai cái bảng này. Một kiểu á, là chúng ta tập gần như là circuit training, nhưng mà nó đi theo kiểu là một bài full body nè, rồi tới một phần cơ ngực, một bài cơ ngực, bài cơ lưng, bài vai, bài tay trước, tay sau, lưng, rồi tới bài chân. Sau khi đi hết số lượng bài tập này và mình quay qua set thứ hai, giữa những bài này mình nghỉ ít, không nghỉ nhiều. Đó, nó, đây là vertical loading. Nó sẽ khác với horizontal ở chỗ horizontal mình sẽ tập theo chiều ngang của chương trình tập. Tức là một bài mình tập hết 3 hoặc 4 set, hết số rep, số tempo như vậy, xong mình mới chuyển qua bài tiếp theo. Đi theo từng bài một, từng bộ phận cơ thể một. Còn trên này là đi hết từ đầu đến cuối, xong mới qua set thứ hai theo vòng. À, đây là điểm khác của giữa hai cái này thôi. Rồi. Tập luyện hai cái hình thức vertical với horizontal training này. Đối với cái vertical thì chúng ta sẽ được tối ưu cái khả năng phục hồi cơ bắp. Tại vì như đây chúng ta tập một bài ngực đi, thì sau ví dụ mỗi bài 1 phút là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phút sau chúng ta mới quay lại tập ngực nữa, thì mình tối ưu được cái mức tạ của cơ bắp. Tại lúc này cơ nó được nghỉ lâu rồi, lúc này mình tập được nặng, đúng không? Còn đối với cái này thì mình tập hết số set này thì xong rồi mình bỏ qua nó luôn, qua bài cơ tiếp theo, thì lúc này nó lại tăng về cái metabolic nhiều hơn, về chuyển hóa. Rồi, ok. Đó là phần bài tập. Dưới này là những cái gợi ý về bài tập. Ví dụ như total body là bài nào, bài chest là bài nào, bài lưng bài nào, vai tay bài nào. Đó, thì chúng ta có thể tham khảo đưa vào chương trình tập. Thì như vậy là hết bài này. Các bạn có ai thắc mắc gì không? Bài hôm nay chỉ có nhiêu đây thôi. Resistance training. Alo, mọi người thắc mắc gì không? Cái này thì phải nghiên cứu thêm anh ạ, bởi vì là nó hơi là nhiều ạ. Cái bài này chủ yếu mình nắm những cái khái niệm phía trên, nắm những cái tổng quát nhất, xong sau đó mình sẽ từ từ ứng dụng, mình sẽ thấy được cái hợp lý của nó trong đó. Ừ. Tại vì nó giống như là nói ra cho cùng tập kiểu gì cũng được. Nhưng mà tại sao phải tập kiểu này mà tại sao phải tập kiểu khác? Để mình giải thích cho từng trường hợp cụ thể khác nhau như thế nào.